Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định thành lập 8 công đoàn cơ sở và kết nạp trên 3.000 đoàn viên công đoàn. Hoạt động góp phần thực hiện chỉ đạo của Công đoàn thành phố về phát triển số lượng công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước. Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp đoàn viên công đoàn đối với 8 công ty thuộc khu vực ngoài nhà nước việc thành lập tổ chức công đoàn cơ sở nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, tổ chức nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động như các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí vui, khỏe, đoàn kết. Các công đoàn cơ sở hoạt động theo phương châm vì sự nghiệp phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động, thực sự là tổ chức đại diện cho người lao động là cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp.